Sau khi kết thúc năm học thứ nhất tại Đại học Ngoại thương, Nguyễn Minh Anh, quê ở phường Phùng Trí Kiên, thị xã Mỹ Hảo, sẽ lên đường sang Hungary tiếp tục chương trình cử nhân ngành kinh tế và kinh doanh quốc tế theo diện học bổng hiệp định Stipendium Hungaricum, chương trình học bổng giáo dục đại học danh giá nhất của chính phủ Hungary. Toàn bộ quá trình ứng tuyển học bổng của Minh Anh gồm 3 giai đoạn chính, nộp hồ sơ kèm theo bài luận, phỏng vấn với hội đồng tuyển sinh và làm bài thi đầu vào môn toán, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Minh Anh chỉ mất 3 tiếng để hoàn thiện bài luận và đạt được số điểm tuyệt đối 35 trên 35 ở bài thi môn toán đầu vào. Trong phần phỏng vấn, với vốn kiến thức về ngành học, đất nước Hungary và nhiều vấn đề nổi cộm về kinh tế chính trị trên thế giới, Minh Anh thể hiện tốt dấu ấn riêng biệt của mình đối với hội đồng tuyển sinh. Năm tháng ứng tuyển nhưng đồng thời là cả quá trình phấn đấu từ những năm trung học cơ sở, đó là bằng điểm trung bình môn học luôn trên 9,0 xuyên suốt từ thời phổ thông đến đại học, là chuỗi hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội ấn tượng như Á Quân, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp về đổi mới sáng tạo ngành sức khỏe, top 20, cuộc thi về ngành phát triển kinh doanh dành cho sinh viên, đại sứ truyền thông, chương trình ươm mầm khởi nghiệp toàn quốc, tham gia ba trại hè quốc tế tại Hàn Quốc, Singapore và Australia. Trong cái lần phỏng vấn vừa rồi thì hội đồng tuyển sinh có hỏi em là suy nghĩ của mình về chiến sự giữa Nga và Ukraine thì em nghĩ là với những cái kiến thức như này thì sách vở lý thuyết trên trường thôi là chưa đủ mình cần phải trau dồi những cái kỹ năng của bản thân mình cần phải tìm hiểu từ những nguồn bên ngoài đôi khi bạn không cần những cái thành tích quá là cao siêu như là giải quốc gia quốc tế mà hãy tự tin rằng à bản thân mình có những cá tính có những màu sắc riêng gì mà mình muốn thể hiện trước hội đồng tuyển sinh và lưu ý là hãy trả lời thật đúng thật trúng ngắn gọn xúc tích, không lan man dài dòng ạ. Những ngày này, gia đình nhỏ của Minh Anh tràn ngập cảm xúc vui buồn lẫn lộn bởi chỉ ít ngày nữa thôi, em sẽ lên đường sang Hungary bắt đầu hành trình 4 năm học tập rèn luyện. Hành trang em mang theo không chỉ là hoài bão, khát vọng mà còn là niềm tin, hy vọng của gia đình và người thân. Ông bà luôn luôn nhắc nhở cháu, làm cái gì cũng phải có mục tiêu, làm cái gì phải có một phương pháp và có kế hoạch xây dựng từng bước một và có giải pháp cụ thể. Bước vào một hành trình mới, Minh Anh đặt mục tiêu duy trì kết quả học tập tốt tại ngôi trường mới để giành được tấm bằng cử nhân xuất sắc tại Hungary, tham gia các hội thảo, cuộc thi dành cho sinh viên tại nước ngoài để mang lại những giá trị về chuyên môn, kỹ năng và những mối quan hệ cho bản thân.